Bây giờ đến phần thứ hai là gì đây? Làm gì? Ôn lại kiến thức cơ bản về vi sinh vật học thực phẩm. Những gì tôi nói có hay không? Wow, cảm động quá. Rồi, tiếp theo mình ôn nha. Trong cái phần ôn tập này, mình sẽ nói các phần như sau. Thứ nhất là gì? Phân loại vi sinh vật. Đó, người ta phân loại nó làm sao? Thứ hai là mình nói một vài thông tin liên quan đến bacteria là gì? Vi khuẩn. Thứ ba là mình nói cái gì? Cái nguồn chính vi sinh vật lây nhiễm vào thực phẩm. Từ đâu vi sinh vật gây nhiễm vào thực phẩm? Biết cái này có quan trọng không? Biết cái này có quan trọng không? Ví dụ, trả lời tôi coi thử coi, khi nào nó quan trọng? Chỉ biết nó quan trọng, không biết vì sao. Ok, tốt. Với vi sinh vật, khi mà vấn đề vi sinh vật xảy ra trong thực phẩm, cái đầu tiên là mình phải ngăn cản, tránh nó nhiễm. Muốn tránh nó nhiễm thì phải biết từ đâu nó đến mới tránh được chứ. Mà lỡ nó nhiễm rồi không tránh được thì làm sao? Trong chế biến mình tìm cách mình làm gì nó? Mình diệt nó. Trong thực phẩm có nhiều trường hợp mình diệt không hết. Mình diệt không hết hoặc là không diệt được. Thì bây giờ làm sao? Hả? Đúng rồi. Ức chế nó. Tức là mình phải giảm cái số lượng đến mức an toàn. Và sau đó mình thực hiện những cái điều kiện làm sao mà nó không phát triển được đến mức gây bệnh. Hay đến mức gây hư hỏng. Bây giờ không làm được luôn thì làm sao? Có một số người trả lời thầm thầm làm sản phẩm khác chứ làm sao? Bỏ này đi. Nha. Giờ khi là sản phẩm này không có làm được, không thương mại được. Hoặc là bán tươi thôi, không có để lâu được. Ok, như vậy biết từ đâu nó lây nhiễm, mình sẽ tránh được. Tiếp theo mình ôn là gì? Intrinsic factors. Factor là các yếu tố. Intrinsic là nội tại, là bên trong. Các yếu tố thuộc về thực phẩm ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật. Trong đó có ví dụ hoạt độ nước của thực phẩm, pH của thực phẩm, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, cấu trúc của thực phẩm, vân vân. Biết những yếu tố nội tại ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật có quan trọng không? Có, quan trọng thế nào? Đúng rồi, mình biết yếu tố ảnh hưởng, mình làm sao mình khống chế nó, thậm chí mình tiêu diệt nó. À, rồi, tiếp theo là gì đây? Những yếu tố ngoại tại ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật. Tức là những yếu tố thuộc môi trường chung quanh của thực phẩm ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật bên trong thực phẩm. Biết để làm gì? Để khống chế nó. Muốn nó phát triển nhanh hơn hay muốn nó phát triển chậm hơn, mình khống chế được. Trong trường hợp nào mình muốn nó phát triển nhanh hơn, lên men. Trong trường hợp mình muốn con có lợi phát triển để lên men, để tạo ra những cái thay đổi theo hướng mong muốn, thì mình muốn nó phát triển, muốn con có lợi phát triển. Chẳng hạn vậy. Còn ức chế thì khi bảo quản là mình ức chế nó, thì hạn sử dụng được dài hơn. Như vậy cái phần ôn này có quan trọng không? Không, mà là rất quan trọng, mà là thiết yếu cho mấy em. Ok, bất ngờ quá đúng không? Rồi, giờ phần thứ nhất nè. Tôi đang nói mà tôi cũng cảm xúc ngời ngợi luôn, mấy em biết nó quan trọng rồi. Quay lại nha, phần số 1 là mình ôn lại sơ sơ về sự phân loại vi sinh vật học trong thực phẩm. Đầu tiên là phân loại trên giống loài, trong đó có nấm mốc, nấm men, vi khuẩn, virus. Nấm mốc với nấm men, nó gọi chung là fungi nè. Thấy fungi không? Hoặc là fungi, có người đọc là fungi, có người đọc là fungi. Là mốc và men nhóm chung. Khác nhau của nấm mốc, nó là multicellular, là nhiều tế bào. Nó là nhiều tế bào gộp lại chứ không phải một tế bào. Filamentous là dạng sợi. Còn nấm men thì unicellular là có một tế bào thôi. Khi nó nhân đôi nó mới thành là đôi. À. Trong vi sinh vật nó có một cái thuật ngữ, hai cái thuật ngữ này giống nhau là division bằng với multiplication. Có nghĩa là gì? Chia bằng nhân. Hay không? Về vi sinh vật chia bằng nhân. Chia là gì? Chia có nghĩa là nó chia đôi tế bào. Nhưng mà thực ra nó đang gì? Nhân lên về số lượng. Yeah. Như vậy trong vi sinh vật chia là nhân, nhớ nha. Còn năm 2020 cái từ nào có nghĩa tiêu cực nhất? Năm 2020 từ có nghĩa negative tiêu cực nhất đó là từ positive. À, là từ dương tính có nghĩa là tiêu cực, mà positive cũng là tích cực. Có nghĩa là năm này tích cực là tiêu cực. Hay không? Ok.
Đã quay lại nói vấn đề chính, mình đang nói là gì? Nấm mốc nè, nấm men nè, vi khuẩn nè, virus nè. Vi khuẩn cũng là đơn bào hay đa bào? Đơn bào. Vi khuẩn kích thước của nó tầm vài micromet đến 5 micromet chẳng hạn. Thấy được bằng mắt thường không? Không. Nấm men thì lớn hơn vài chục lần, ví dụ 20 đến 40 micromet. Thấy bằng mắt thường không? Thấy sao thấy hay vậy ta? Nấm men cũng không thấy bằng mắt thường được nha. Cũng phải dùng kính hiển vi. Nấm mốc thấy được mắt thường không? Có. Nấm mốc là bây giờ nó là centimet rồi, nó là đa bào. Sợi dài, nó mọc lên bánh mì, nó mọc trên những sản phẩm sấy khô, mọc trên trái cây bị mốc vân vân là mình thấy rất nhiều. Sau một thời gian nó sinh bào tử. Nó sinh bào tử là nó sẽ có màu, hoặc là màu xanh, màu đen, màu vàng, màu trắng. Thực ra hồi trước ban đầu đó, cái chuyện mà xếp nấm mốc vào vi sinh vật cũng là cãi cọ lâu năm mới xếp được. Tại có người không chịu xếp nó vi sinh vật, thấy được mình sao gọi là vi sinh vật. Nhưng mà xếp về cái ảnh hưởng của nó lên thực phẩm đồ này kia, lên sức khỏe này kia, cho nên họ chấp nhận xếp vào đây. Virus thì sao? Virus thì nó thực ra nó không phải là một tế bào hoàn chỉnh. Nó chưa phải là một tế bào hoàn chỉnh luôn. Nó không phát triển được chính nó, nghĩa là cho vô môi trường dinh dưỡng, môi trường nuôi cấy, nó không phát triển được, nó không có nhân lên về số lượng. Mà nó cần phải có tế bào chủ, nó gọi là host cell, nó cần phải nhiễm vào một tế bào thì nó mới tăng trưởng được. Là obligatory parasite, nghĩa là nó là ký sinh bắt buộc. Nó nhiễm vào tế bào vi khuẩn được mà, để nó phát triển bên trong đó. Nó nhiễm về tế bào người, phát triển gây bệnh, nhiễm vào tế bào thực vật để phát triển gây bệnh. Virus đầu tiên người ta phát hiện là ở trong cây gì? Tôi không nhớ là cây thuốc lá hay là đậu phộng gì đó. Bây giờ cái nốt sần 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 đậu phộng cũng gây bệnh là do virus. Hoặc là lá sần sần của lá thuốc lá đó, do virus. Ok, đó là phân loại trên giống loài nha. Bây giờ phân loại dựa trên ảnh hưởng lên sức khỏe và ảnh hưởng lên thực phẩm. Thì người ta phân thành nhóm spoilage là nhóm gây gì? Hư hỏng thực phẩm. Nhóm thứ hai là starter coater là nhóm gì vậy? Nhóm chủng khởi động. Nhóm này thì mình mong muốn hay không mong muốn nó phát triển trong quá trình lên men? Muốn nó phát triển trong quá trình lên men, mình cấy một cách chủ động vào và mình muốn nó phát triển để lên men sản phẩm. Nhóm thứ ba là pathogenic microorganisms là những vi sinh vật gây bệnh. Nhóm này hồi nãy tôi có nói rồi, khi nó phát triển không nhất thiết là nó làm hư hỏng, nhưng mà ăn thực phẩm sẽ bị ngộ độc, có nguy cơ bị bệnh. Có khi nào con vi sinh vật có lợi mà trở nên con hư hỏng không? Có. Ví dụ, trong lên men sữa chua thì vi khuẩn lắc tích phát triển là muốn hay không muốn? Muốn. Nhưng mà với một sản phẩm nào đó không lên men mà nó phát triển, nó làm chua thì nó gây gì? Hư hỏng. Ok. Rồi, nhiệm vụ của mình trong chế biến thực phẩm là phải tiêu diệt hay là giảm thiểu cái con này đến mức an toàn. Nhiệm vụ thứ hai là có cần giảm con này không? Giảm con này để kéo dài hàng sử dụng. Cách phân loại thứ ba là dựa trên sự tương quan giữa phát triển và nhiệt độ. Thì cái này mình sẽ vô trong mình học. Phân loại dựa trên nhiệt độ thì phân loại như thế nào? Mình đến phần thứ hai, phần ôn thứ hai là mình tìm hiểu một chút xíu thông tin về vi khuẩn. Morphology là hình thái học của vi khuẩn, là dạng tế bào của vi khuẩn. Vi khuẩn có thể dạng hình cầu gọi là coccus, có thể dạng gậy gọi là rod tiếng Anh, spirillum là dạng xoắn như thế này, xoắn vừa phải này, spirochete là xoắn rất xoắn luôn. Một số trường hợp cái này hơi hiếm là mình thấy vi khuẩn nó có cái phần phụ giống như phần nảy mầm ra vậy đó. Vi khuẩn có. Và có một dạng hình dạng cuối cùng là dạng sợi tóc. Hai hình dạng phổ biến nhất là gì? Coccus và rod là hai dạng phổ biến nhất của vi khuẩn. Nếu mà coccus mà nó dính một dây như thế này, giống với dây chuyền như thế này, thì tên gọi của nó là gì? Streptococcus. Nếu mà vi khuẩn mà tròn mà dính chùm như thế này, giống như chùm nho vậy đó, gọi là cái gì? Staphylococcus. Là dạng chùm nho. Dạng này là dạng gọi là liên cầu khuẩn. Dịch lại thôi, nhưng mà chỉ biết tiếng Anh là được rồi, biết Strepto là được rồi. Vi khuẩn có thể chia thành hai nhóm, nhóm gram âm và nhóm gram dương. Dựa theo phương pháp nhuộm gram của nhà khoa học, có họ là gram. Ví
Ví dụ bây giờ mấy em phát kiến điều gì mà thiên hạ phải dùng nó, sau này ứng dụng nó, thì lấy tên em làm cái tên phương pháp. À, ví dụ em họ Nguyễn đặt là phương pháp Nguyễn chẳng hạn. Hay ha. Rồi. Đĩa đời, cái đó mới gọi là đĩa đời đó. Đây là thành tế bào của vi khuẩn gram dương. Đây là màng đôi của chất béo phân cực nè. Tế bào nào nó cũng có màng đôi của chất béo phân cực. Rồi màng lớp ngoài cùng là peptido glycan. Peptido là peptide. Glycan là carbohydrate. Tức là nó là kết hợp peptide và carbohydrate, protein và carbohydrate. Còn gram âm. Gram âm thì lớp peptido glycan này nè, thấy nó mỏng lại. Bên ngoài á, nó còn một vài lớp nữa. Gram âm nó phức tạp hơn. Cấu trúc màng tế bào của gram âm phức tạp hơn. Bên ngoài nó có lớp gì nè, lipopolysaccharide. Saccharide là carbohydrate, còn lipo là gì? Là chất béo. Như vậy cái thành ngoài cùng của gram âm nó là chất béo và carbohydrate, trong khi của gram dương là protein và carbohydrate. Cho nên nhuộm gram cái màu nó khác. Thấy các cái sợi nè, vi khuẩn gram âm nó có rất là nhiều sợi. Sợi này là thực ra là glycoprotein, các cái sợi protein mà có carbohydrate. Nó khác ở bên bên này. Rất nhiều vi khuẩn gây bệnh là gram dương hay gram âm? Gram âm. Gram dương với gram âm thì thường thường con nào dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt hơn? Gram âm. Cho nên nhìn chung thì vi sinh vật gây bệnh dễ hay khó tiêu diệt hơn vi sinh vật không gây bệnh? Dễ hơn. Điều này có lợi hay không có lợi cho con người? Có lợi. Nếu vi sinh vật gây bệnh mà khó diệt thì có nghĩa là con người bị tiêu diệt hết rồi nha. Rồi, tất nhiên là có con gây bệnh gram dương nha. Đặc biệt là con mình nói đến cách đây mấy ngày là Clostridium botulinum, nó là gram dương. Nên là hơi khó diệt. Đặc biệt cái bào tử của nó hơi khó diệt. Rồi bây giờ nói về bào tử. Một số con vi khuẩn có khả năng sinh nội bào tử. Endo là nội. Sinh nội bào tử. Hai loài vi khuẩn sinh bào tử là Bacillus và Clostridium. Tại sao mình học về bào tử? Vì bào tử rất kháng nhiệt. Để tiêu diệt nó là thanh trùng hay là tiệt trùng mới diệt được bào tử? Tiệt trùng, mức phải cao hơn rất nhiều thì mới diệt được bào tử. Nó không chỉ kháng nhiệt mà còn kháng hóa chất cao hơn tế bào sinh dưỡng. Kháng điều kiện khô hạn cao hơn tế bào sinh dưỡng. Bào tử là một dạng để duy trì sự sống của vi khuẩn. Khi mà gặp stress, gặp điều kiện không phù hợp thì nó sẽ sinh ra gì? Sinh ra bào tử. Và cái bào tử này không chết, tồn tại sự sống dai dẳng, đến khi gặp điều kiện phù hợp thì sẽ nảy mầm, germinate. Nảy mầm thành tế bào dinh dưỡng khi gặp điều kiện phù hợp, ví dụ khi có ẩm ướt trở lại. Khi mà nó thành tế bào sinh dưỡng thì lúc đó nó mới gì? Lúc đó nó mới chia, tức là mới gì? Mới nhân, tức là phát triển về số lượng. Có nghĩa là bào tử nó có chia đôi để phát triển số lượng không? Không, thành tế bào sinh dưỡng mới phát triển. Nha, quay lại đây. Vi khuẩn nó có hai dạng tế bào là tế bào sinh dưỡng hay là tế bào sống, tiếng Anh là gì? Vegetative cell. Vegetative nha, chứ không phải là vegetable. Vegetable là thực vật. Có người nhìn vô thấy tế bào thực vật, không phải. Vegetative có nghĩa là tế bào sống, tế bào mà nhân nhân đôi được, trao đổi chất được. Và gì nữa? Và spore. Cái này rất là khó diệt mà mình đang nói đến. Vegetative cell nó còn có nghĩa là living cell, tế bào sống. Đó, dùng từ vậy đó. Đây là bào tử của Bacillus nè. Màu xanh xanh người ta nhuộm màu đó. Ví dụ nó nằm, nó hình thành bên trong tế bào này. Sau khi tế bào chết đi, nó rời ra ngoài như thế này.